chào các bạn. Mình làm một cái video chia sẻ cho các bạn. Có bạn hỏi đang hỏi là hai con khoan bốt mà giữa khoan công ty với một cái khoan fake thì nó khác nhau ở cái gì? Thì qua video này mình sẽ chỉ cho các bạn cái sự khác nhau giữa hai cái con khoan bắn vít của bốt này. Đây là hai con khoan bắn vít của bốt đầu 13. Thế thì hai con này thì các bạn nhìn qua đây các bạn biết rằng có một con là công ty và sẽ có một con là hàng fake các bạn ạ. Thì đây chính là con này này, con cũ này chính là con của hàng công ty các bạn ạ. Còn con này là con hàng fake, nó giống rất mới. Thế thì hai con này thì cái nhựa, vỏ nhựa thì đương nhiên nhìn nó khác nhau rồi. Cái nhựa này trông vậy, cái hàng fake này nó rất giòn, cái này nhựa nó dai hơn các bạn ạ. Thế còn phần bánh răng thì của công ty này, hàng của tôi rất chi là chắc. Đấy, nó chạy rất lâu nhưng chưa bị hỏng mẻ bánh răng. Nhưng con này thì đã bị mẻ bánh răng rồi các bạn ạ, mẻ bánh răng rồi. Rô sở to thì con hàng công ty kia nó sẽ dài hơn. Đấy, thân rô, thân sở to đều dài hơn các bạn nhé.